chỉ gạt những trẻ khờ dại, nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã tạo sẽ đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người, thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào các hình tượng đã hiện trong gương sáng? Ví như hình tượng ấy có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm, được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì hình tượng đã hiện kia đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, cũng là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, trong các hang núi vọng ra những tiếng vang là có thật để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người, thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật, bởi vì trong các hang núi vọng ra những tiếng vang đều không thật, chỉ gạt những trẻ khờ dại, nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người, thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, ví như các tiếng vang có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm, được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì các tiếng vang trong hang núi đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, vốn là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, nước ở trong sóng nắng là có thật để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người, thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật, bởi vì nơi trong sóng nắng hiện ra nước đều không thật, chỉ gạt những trẻ khờ dại, nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác hoặc sanh vào cõi trời người, thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, ví như sóng nắng hiện ra nước có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm, được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì ánh nắng và nước đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy việc